U50, Ngọc Sơn trẻ khỏe như trai 18, tự nhận nhảy hơn Michael Jackson. Cách đây vài năm, Ngọc Sơn được biết đến là ca sĩ có nhiều phát ngôn gây sốc nhất showbiz Việt, cùng hàng loạt scandal đời tư. Hiện tại, ở tuổi 47, nam ca sĩ đã biết tiết chế hơn trong phát ngôn và xuất hiện với tư cách giám khảo trong nhiều chương trình truyền hình. Trên sân khấu, Ngọc Sơn không ngại tạo ra nhiều tình huống vui nhộn khiến khán giả phấn khích. Ông vua nhạc xến bị hai thứ sinh cưỡng hôn trên sân khấu, tuyệt đỉnh song ca, cặp đôi vàng. Ngọc Sơn với phong cách biểu diễn hầm hố, khoe vũ đạo sexy. Anh từng chia sẻ, tôi mãi mãi ở tuổi 18, vẫn nhảy rất sung, ngày xưa nhảy qua nhảy lại, còn cảm thấy mệt. Nhưng giờ đây, tôi càng nhảy càng máu, chương trình càng vui, tôi càng nhảy thật nhiều. Michael Jackson nhảy bằng đôi chân, chứ tôi nhảy toàn thân. Tôi cầu mong mình luôn ở tuổi này để có thể cống hiến cho khán giả. Trang phục yêu thích của giọng ca Tình Cha là áo ba lỗ kết hợp với quần dàn di để khoe body săn chắc. Ngọc Sơn ga lăng khoác áo cho nữ ca sĩ Ngọc Ánh trong live show dấu ấn. Nam ca sĩ sinh năm 1970, trổ tài nhảy múa nhân ngày cúng tổ của nghệ sĩ Việt năm 2016. Giọng ca 47 tuổi tự tin thể hiện màn hit đất cùng thí sinh trên sân khấu Ai Sẽ Thành Sao đầu tháng 3 vừa qua. Màn so đo của Ngọc Sơn và thí sinh khiến khán giả vô cùng phấn khích. Nam ca sĩ vầng trăng cô đơn, nghẹn ngào khi nghe thí sinh kể kỷ niệm xưa. Giám khảo Ngọc Sơn khoe tài vũ đạo trên sân khấu Ai Sẽ Thành Sao. Biểu cảm phấn khích của anh khi được thí sinh chọn về đội của mình trong chương trình Thần Tượng Bolero. Màn nhảy múa ngẫu hứng của ông vua nhạc xến được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Một số người hâm mộ còn nhận xét tài nhảy của Ngọc Sơn vẫn không kém thời huy hoàng của anh là bao. Đôi lúc hát quá nhập tâm, anh còn quỳ trên sân khấu. Nam ca sĩ cho biết anh giờ đã rất khác với thời chuyên phát ngôn gây sốc. Ngọc Sơn không ngại lên sân khấu hát vui vui hát, dạy thí sinh nhảy múa. Vũ đạo của ca sĩ lòng mẹ vẫn sôi động như thuở nào. Ngọc Sơn hào hứng đập tay cùng đồng nghiệp khi tìm được thí sinh yêu thích. Không ít lần anh khiến khán giả muốn nhảy cùng mình vì vũ đạo gợi cảm.